đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Alo 12. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng cái bộ hát livestream đó có mã là K600 nhé các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái mic BM900, bắt rất là khỏe, rất là xa. Ở phía trên K600 này, khi mà chúng ta lấy nhạc thì nó bắt Bluetooth, và ở phía trên này cũng rất là đơn giản để chúng ta có thể sử dụng được nhé các bạn nhé. Ở phía sau mình hướng dẫn đó là cách cắm. Cách cắm thì cái này là cái cổng chân sạc nhé các bạn. Khi mà chúng ta sạc pin của cái K600 này thì chúng ta có một cái dây sạc đi cùng với cái bộ K600 này nhé các bạn nhé. Chúng ta cắm vào charging và đầu còn lại thì chúng ta cắm vào cái cụ sạc để chúng ta có thể sạc được cái K600 này. Cái cổng OTG này chúng ta có thể sử dụng được trên tất cả các cái dây livestream có chế độ là OTG. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái dây livestream như là LT04 thì bên mình cũng cung cấp nhé các bạn nhé. Tức là cái đầu truyền để chúng ta có thể livestream ở trên tất cả các cái đời máy cổng TPC. Đây là hai cái lỗ mic, mic 1 và mic 2 thì đây là cái dây mic thì chúng ta có thể cắm vào hai cái lỗ này đều được nhé các bạn. Headset thì chúng ta có thể sử dụng được trên chúng ta cắm ra loa ngoài, hoặc là chúng ta có thể cắm vào cái tai nghe mà tai nghe có cả cái mic nữa nhé các bạn nhé. Ở đây. Còn khi mà chúng ta sử dụng cái tai phone bình thường và có mic riêng thì chúng ta cắm vào cái headphone ở đây. Nó có tức là nó có cái tai nghe riêng. Còn cái speaker này chúng ta có thể cắm ra loa ngoài cũng được, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái dây livestream 3 màu chẳng hạn thì chúng ta có thể cắm vào ở đây. Cái amp component này là cái lỗ lấy nhạc, hoặc là chúng ta có thể PK ở trên tất cả các cái nền tảng xã hội, đó là chúng ta sử dụng cái dây livestream 3 màu. Còn hai cái lỗ này là dây livestream 1 và livestream 2, chúng ta cắm ở lỗ nào cũng được nhé các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái dây livestream ở đây. Mình cắm cái lỗ thứ hai. Còn ở phía trên này có rất là nhiều các cái chế độ, ví dụ bình thường phổ thông nhất là popular. Ở lỗ 1 2 chúng ta có thể thấy cái đèn nó nhấp nháy ở đây nhé các bạn nhé. Đây cũng chế độ vang, PK, MC. MC thì chế độ khi mà chúng ta bật nhạc và hát livestream thì chúng ta có thể khi mà chúng ta bật nhạc và nói chuyện thì khi mà chúng ta nói chuyện thì nhạc nó sẽ giảm xuống. Cái hot này là cái chế độ mộc, chế độ giọng mộc bình thường nhé các bạn nhé. Nếu mà chúng ta hát thì chúng ta bật cái popular này. Đây là cái chế độ vang. Chế độ vang thì nó có một cái G ở đây nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tăng lên, nó sẽ vang, rất là vang. Alo 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà bình thường chúng ta nói chuyện thì chúng ta có thể giảm xuống cái này nhé các bạn. Đây là cái chế độ đường ra của đường tổng. Tức là cái mà chúng ta livestream thì chúng ta vặn cái này to lên nhé các bạn nhé. Ở phía trên này, đây là cái mic của chế độ chat của mic. Alo 1, 2, mình giảm thì nó sẽ ấm. Đây là chat của mic, mình sẽ giảm thì nó thanh. Và đây là đường tổng của bass và chest. Ở đây mình sẽ giảm thì mic nó giảm xuống nhé bạn. Cái đường rec này là cái đầu ra, khi mà chúng ta livestream thì chúng ta vặn cái này to lên nhé các bạn nhé. Cái voice trên này chúng ta là cũng tín hiệu, các cái tín hiệu để đầu ra nhé các bạn. Còn cái mic volume này khi mà chúng ta lấy nhạc ở trên điện thoại thì nó to nhỏ thì chúng ta có thể điều chỉnh được ở đây nhé các bạn. Ở phía trên này cũng có rất là nhiều các cái chế độ khác nhau, nhà nhau. Alo 12. Alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và phía bên này thì có các cái chế độ, đó là tiếng cười, vỗ tay. Và khi mà chúng ta lấy nhạc bằng Bluetooth thì nó có tên là K600. Ở trên điện thoại chúng ta có thể lấy nhạc nhé các bạn. Và sau đây mình sẽ thay thử cho bạn một bài hát ở trên cái bộ sản phẩm K600 kèm với cái mic BM900. Khi mà các bạn mua thì bên mình có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện đi kèm, đó là cái dây lấy nhạc này, có cả cái dây sạc này, có cả cái tai nghe này, và ngoài ra thì có cả cái giá đỡ điện thoại này, giá đỡ mic này. Đây, và hiện tại thì mình đang sử dụng lấy nhạc bằng Bluetooth, và sau đây mình sẽ thử các bạn. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đôi khi lòng mùa
Alo 12. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.